Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bật cái chức năng ghi âm vào video ở trên những cái chiếc camera hành trình 70 mile Dashcam M500 và chi tiết cách bật như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem video nhé. Vâng, và với những cái chiếc cam M500 thì các bạn sẽ có hai cách để bật được cái chức năng ghi âm vào video. Cách đầu tiên đấy là chúng ta sẽ sử dụng khẩu lệnh, chúng ta sẽ ra lệnh bằng giọng nói để bật hay là tắt cái tính năng ghi âm. Và cách thứ hai là sử dụng phần mềm để bật tắt. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng khẩu lệnh trước nhá. Vâng, để bật được cái chức năng ghi âm vào video với chiếc M500 thì các bạn có thể sử dụng một cái câu lệnh như thế này. Các bạn sẽ đọc là record audio. Đấy, các bạn đã thấy là nó đã thông báo là đã bật được cái âm thanh bằng cái khẩu lệnh của mình rồi đúng không? Và bây giờ mình muốn tắt cái chức năng ghi âm đi. Thì đơn giản các bạn lại sử dụng một cái câu lệnh là stop audio. Vâng, đấy là cái bật tắt bằng khẩu lệnh với chiếc M500. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trên ứng dụng để bật được cái tính năng ghi âm. Thì ở đây là cái giao diện chính của 70 mile này. Thì mình đã kết nối cái M500 rồi, bây giờ mình sẽ truy cập vào thôi. Thì ở đây các bạn sẽ chú ý cái dấu ba chấm bên này này, mình sẽ vào cái phần setting. Và sau khi vào xong thì các bạn sẽ tìm tới cái mục record sound đây nhá. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta sẽ lựa chọn vào đây. Thì các bạn sẽ có phần là không ghi âm thanh hoặc là ghi âm thanh. Thì nếu mà các bạn muốn ghi lại những cái âm thanh vào video thì chúng ta sẽ chọn cái record sound. Còn nếu như mà các bạn mà không muốn nó ghi âm vào video thì chúng ta sẽ chọn Do Not Record Sound. Vâng, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.